Thì nếu mà nói ra chuyện có thể là mọi người hay biết là mối tình đầu của em. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 16, 17. Cái là mối tình đầu của em 16, 17 tuổi. Dạ. Là thật sự thì lúc đó em có nghĩ, không nghĩ là sẽ yêu đương đâu. Nhưng giống như là em thấy cảm xúc lúc đó là hay là em vừa chia tay bạn nữ. Nhưng mà em quen bạn nữ đó em có tình cảm với người ta không? Em nghĩ lúc đó là hay là mà, em còn con nít quá thì phải. Lúc em đang quen cái cô đó là em chưa có thích ai con trai đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em vẫn có tình cảm với cô đó nhưng không có sâu đậm. Dạ đúng rồi. Rồi khi em quen cái mối tình này thì kéo dài được bao nhiêu lâu? Hai năm mấy. Hai năm mấy là sâu đậm đó nha. Em thấy là lúc quen bạn đó thì thật sự là cảm giác của em rất là ngại. Ngại là không là sợ người ta biết á hả? Dạ, một phần là sợ ở ngoài biết, sợ gia đình biết. Và em ngại gọi là, có thể là ngại ra đường với hai đứa như vậy. Ừ. Dần thì em thấy là cảm xúc giống như là bạn đó lại quan tâm em nhiều hơn. Kể cả em đi học hay là gì đó cũng đều đưa rước, đưa đón em. Nên giờ em có tình cảm và quen thời gian dài và hai đêm cũng có thể là tự tin, gọi là tự tin ra đường luôn. Khi mà em thấy cái người bạn trai đó quan tâm em á, thì dần dần em có tình cảm. Thì anh chỉ có câu hỏi là có thể đó là cái sự cảm kích thôi mà. Hay là do em thiếu tình cảm, yêu thương của cha mẹ, đâm ra là ai tốt với em quá nên em cảm động. Lúc trước đây thì em cũng đã từng suy nghĩ là có thể là do là em sống thiếu thốn tình cảm. Nên là em chỉ cần thấy là một người nào quan tâm mình, thương mình thì em sẽ bị đổ về hướng người đó. Em sẽ bị xúc động. Dạ. Ban đầu yêu thì em cũng chưa nghĩ là sẽ yêu vậy đâu. Nhưng mà bạn đó gọi là quan tâm và tốt với em chăm quá. Gọi là quá tốt, có thể là còn tốt hơn cả là chăm sóc bản thân người đó. Cũng có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, cũng có cãi nhau, cũng có vất vả, cũng có nhiều thứ lắm. Cãi nhau về chuyện gì em? Em có thể chia sẻ. Thì ngày hôm đó em nhớ là bạn ấy bắt em phải ở nhà. Nhưng mà thật sự thì em nói với bạn là em chỉ nói xạo thôi. Em nói là em đi ra ngoài với vài người bạn. Thật sự là em chỉ muốn em đi bộ và đi dạo một mình để cho em thoải mái. Em đi khoảng được không tới nửa tiếng thì bạn ấy đã chạy xe kiếm em. Đi có nửa tiếng mà ép buộc kêu về nên em khó chịu đúng không? Dạ không, đi kiếm mình và bắt mình đi về. Thật sự lúc em cũng đã ngồi lên xe và bạn ấy chở em lại một nơi gọi là, cái nơi đó cũng là nơi nhiều kỷ niệm của hai đứa em. Cánh đồng thì phải. Cũng là hơi vắng và cũng có sông đó. Nói chung là ở đó rất là yên tĩnh và có thoải mái. Thì ra đó thì bạn ấy mới đem hết tất cả quần áo cặp mà bạn ấy mua tặng em, đem hết tất cả những kỷ niệm của hai đứa ra và dục thẳng xuống đất và nói em là muốn chia tay hay gì đó. Thì nói, thì thật sự lúc đó em cũng không nói gì hết và em chọn cách là em quay mặt em đi. Thì lúc đó là bạn ấy lấy xăng tưới lên người. Trời. Mà thật sự thì em nghĩ lúc đó chỉ là hù thôi chứ không phải là cố tình như vậy. Nhưng mà làm thiệt luôn, là đốt, là không đổ phải xăng làm thiệt, lên người luôn. Thật sự là đổ xăng lên người. Nhưng mà khi em thấy đổ xăng là em quay lại rồi và em kêu thôi đi, đừng nghĩ, không có chuyện gì nữa hết á. Và em đang cố chạy thật là nhanh lại. Thì là xui một điều là có gió, ở đó có gió, tại cánh đồng mà, gió rất là lớn. Thì bạn ấy để học quẹt, em nhớ là để học quẹt rất là xa tay vậy nè. Nhưng mà lửa đang bình thường và lúc gió đó nó bạc á, gió nó thật sự là lúc đó gió và lúc đó bị phật lên. Thật sự là lúc đó em gọi là em bị chết đứng, em chỉ biết la làng và nhờ người cứu thôi. Và em không biết lúc đó như thế nào. Rồi lửa nó cháy người đó luôn. Dạ, và cháy khá nhiều, như là hủy hết cơ thể 90%. Và bạn ấy cũng là con một của một gia đình gọi là khá giả. Sao tại sao mà có suy nghĩ khờ dại như trời. Em nghĩ có thể là chỉ là một phút nông nổi gì đó, muốn chứng minh cho em thấy là chứng minh có nhiều cách để chứng minh lắm, rất là nhiều cách để chứng minh.